Chị Xuân, chị thấy đánh giá làm sao thì cho em biết với. Quá tuyệt vời, quá đẹp đôi. Thứ nhất là chị thấy là vừa vào là chị thấy là giống cháu chị, mà chị biết là cháu chị rất là thông minh, coi như là khi mà nó học đại học khoa học tự nhiên nó đậu thủ khoa nha. Mà gương mặt này từ cái mắt, cái mũi, cái miệng giống y chang, từ cái nguyên khuôn mặt giống y chang, thì chị suy ra cháu chị nó thông minh thì chắc cái gương mặt này nó cũng thông minh. Cái thứ nhất đó là như vậy. Cái thứ hai đó là chị có cái tính kỳ lắm, từ đó giờ chị cứ thích người đẹp và mà ai mà đẹp là chị ngắm, chị thích ngắm, chị thích ngắm con gái hơn là chị ngắm trai. Tại thử ngày trước đó ở bên kia họ cũng nói là chị chờ Hoàng Duy Hùng về, tại chị ghét Hoàng Duy Hùng, chị yêu Hoàng Duy Hùng, và chị cái gì chị cũng đấu tranh cho Hoàng Duy Hùng, nhưng đâu có chỗ Hoàng Duy Hùng xấu trai mới là sao chị đó. Sao chị nói lúc nào chị cũng thích người đẹp, mà em hỏi vậy thì anh Trần Cường có gì đẹp đâu mà anh chị chị Trần Cường không phải, tại Trần Cường thích xếp giỏ chứ. Nó nói rằng là ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí về có bà Tuyết Xuân là đặt cọc đá nghiền, đặt cọc đá nghiền đúng không? Đúng rồi. Và chị nghĩ sao? Trời ơi, chị nói hả? Bây giờ trả lại chị đưa hình chị chụp với lại ông chồng Việt Kiều của chị, chị đã qua Mỹ chị ở rồi, bây giờ chị chán, chị về Việt Nam thì tự nhiên nó bảo chị phải đóng tiền cho ông Nam Sơn để đi qua Mỹ. Người ta từ Mỹ đi về, mà từ Mỹ bảo bây giờ người ta phải bỏ tiền ra để đi Mỹ có cùng không? Thôi bây giờ hỏi anh Cường nha, hỏi chị Tuyết Xuân, mà bây giờ hỏi anh Cường. Anh Cường với cặp mắt của anh đánh giá là sao? Đánh giá à? Đánh giá ai nữa thì anh biết rồi. Thì thứ nhất thì cũng nói với Hoàng Dương là em chọn anh cảm thấy rất là hay, em có một cặp mắt rất là tinh đời. Cái thứ hai nữa là em muốn nói này, là riêng em đấy thì mặc dù là trẻ tuổi nhưng mà anh theo ý anh ấy, anh có cảm tưởng nhá, là rất là thông minh đấy, rất là thông minh. Thì anh cũng muốn là một ngày gần đây làm sao mà em cũng cho anh cái cuộc vui như thế này thì càng tốt. Anh sẽ lúc nào bọn anh ở đây lúc nào cũng ủng hộ em hết mình với rồi. Anh rồi thì bây giờ như vậy này, em xin trả lời nha. Các anh có bao giờ, chị Xuân có bao giờ nghe câu nói là thánh nhân đại kẻ phù hợp? Em là rất là may mắn, tại vì em rất là hậu đậu trong vấn đề tình trường, ai cũng biết cái chuyện đó. Hậu đậu nhiều căn đó. Hậu đậu nhiều căn đó. Cho nên là mấy năm nay là em cứ cô đơn và vừa rồi là đúng là thánh nhân đại kẻ phù hợp. Nó gần giống như là mình ngạt phải đùa đấy. Em hôm nay em có đi chùa với bé, thì em có nói cái lời thấn của em hồi xưa tới bây giờ là các anh chị thường hay nghe đó, là em khấn là em lúc nào cũng xin tuân theo ý Chúa, tuân theo ý bề trên, cho em cái gì lấy cái đó, đánh em cái gì thì em chịu đó. Mà đời em thì bao nhiêu năm nay chỉ bị ăn roi ăn bọt thôi chị, thì cuối cùng cuối đời thì tự nhiên trời cũng cho em một cái bánh ngọt mà nó ngọt thích vô cùng chị ơi. Thì em chỉ nói rằng là bây giờ Chúa cho cái này thì cũng lấy mà xuống lắm chị ơi, cho nên em chỉ sợ mất. Cho nên không, anh cắt lời cho mọi người này. Anh nghĩ rằng nếu ví dụ mà cô ấy mà biết cái vĩ đại của em, anh phải khẳng định em là con người vĩ đại, anh rất là ngưỡng mộ em, mặc dù anh nhiều tuổi hơn em, anh rất là ngưỡng mộ em. Anh nói thật với em, anh rất ngưỡng mộ anh Hùng. Mà anh ngưỡng mộ anh Hùng là sao? Là cái clip mà anh Hùng anh nói về biển đảo ấy, anh cực kỳ ngưỡng mộ. Xong đâu đấy rồi anh Hùng anh nói một cái bài với thằng Ngô Kỳ ấy, là anh sẽ chỉ cần cầm một cái điện thoại thì anh sẽ gặp hết tất cả những cái bọn phản động bên Cali. Anh thì nói anh cực kỳ là ngưỡng mộ, mà không những ai một mình anh mà rất nhiều người ở đây ngưỡng mộ, không những như em. Thế thì anh nghĩ rằng cái này hôm nay nếu ví dụ mà em đây mà có yêu Hùng thì chắc chắn là em cũng hiểu một tí về Hùng. Nếu không hiểu thì anh nghĩ rằng là chưa yêu thật sự, nhưng mà chắc chắn sẽ hiểu. Thế bây giờ nếu mà hiểu, anh Cường muốn nghe hay là anh Cường muốn nói? Anh muốn nghe. Rồi thì em mới nói là cái lúc mà em khấn trước Phật, em nói là bây giờ là chuyến này là trời Phật tự nhiên cái bê đầu cái cho em được một cái trúng số độc đắc, em mới nói như vậy. Thì em xin là
Thế bây giờ là em khấn là kỳ này là cho con đủ cái gì đó để con sống xứng đáng với tình thương của trời Phật và của mẹ Tổ quốc mẹ Việt Nam. Và em cũng nguyện là làm sao cho em sống xứng đáng với cái tình yêu của mẹ. Thế rồi sau khi em khấn thì em mới hỏi bé là vậy bé có yêu anh hay không. Thì bây giờ có mặt trước mặt bé thì bé nói đi mình cỡ mà bé nói là em nghĩ sao à, sáng em thưa cũng phần sao không có hả, nhất định không yêu hả, yêu không? Không, con gái à. Nói không đừng, biết, có à, đâu. Đúng rồi thì biết rồi thì như vậy đó thì thôi. Chị nói thế nên chị nói là ông này ông nói sai à. Khi ông nghe là chị nghe ông nói là chị nói là ông này ông nói sai bé. Ông nói là ông Hùng là cái gì có cái nhìn gì, có cái nhìn gì đó nhất tinh ông tinh mắt tinh đời ông Hùng có cái ánh nhìn tinh đời mới kiếm được một người này. Anh nói có đâu, ông Hùng là cái tinh đời, ông này thợ cái mộ là cái tinh đời may may mắn chứ không phải là tinh đời gì đâu. Nhưng mà để chị nói cho nghe nha, em đừng có mở lỗ mũi vì mọi người khen em đẹp nha. Nếu nói về hình thức thì em đẹp không bằng cái Hùng nhiều, đúng không? Vừa trẻ vừa đẹp không bằng cái Hùng. Nhưng nếu nói về tài, con người này tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh Hùng gặp kẻ thủy quân, xứng đáng vô cùng. Đây em xứng đáng với một người đầy tài năng. Nói thật thì nói thật, giỏi. Khổ nỗi không hiểu sao chị, cái dịch chứng của chị sao từ ngày ủng hộ ông chị bị chửi quá trời. Chị có làm gì đâu mà chị bị chửi quá trời luôn, hiện tại bây giờ vẫn bị chửi này, khổ thiệt luôn á. Chửi thì mày mày bị chửi em muốn đi có mọi người nhận biết chửi anh biết mà lại nhiều nên nó khóc luôn á. Chửi kinh khủng thọ đấy, ăn cũng tất anh chửi lại đúng, à. Đúng lại thọ này đấy là cũng có duyên chú, hai người có duyên với nhau. Cái rất nhiều người ở bên anh ấy, nói là Hoàng Như Hùng nó là công nhận có được cái thằng thọ, phải nói là quá hay luôn đấy. Thằng thọ nó giang tay ra, nó ủng hộ anh Hùng. Thế mà coi như chúng tôi được, còn đây là mẹ là chúng tôi cũng ủng hộ anh Hùng. Thì phải nói là anh mới đặt với em là riêng anh Hùng với anh Hùng là anh em cảm ơn các anh các chị, nhưng mà em nghĩ rằng em cũng ông làm cái bộ phận là, có thể nói là Hoàng Vĩ Hùng là người mà chị kiện rất là ủng hộ. Thì chắc là em vào trong mạng em xem rồi, em biết rồi, em biết Hùng rồi. Lâu rồi, anh thử ra là không nhìn đến cái hình thức bên ngoài mà nhìn đến cái tài năng. Ông mà có áo thì cũng mặc 8 ngàn mà không có ngàn hình thức đâu. Ông này bê bối lắm.